Cá bự ha. Quay hay gì đó. Quay luôn. Tưởng không có cá, có cá bự quá trời. Bữa xuống đây đập bắt bộn luôn. Cá kiểu đó là 2-3 con cái là ký gì. Để mùa dịch này không có gì ở nhà dân có phi ăn. Ừ. Nó sẽ khác có phi ăn hả? Rồi, được con nữa nghe cả nhà. Bự không ha? 2 con này gần nửa ký à. 300-400 gram rồi đó. Trời ơi, con cá lóc nhảy qua luôn. Nhảy qua luôn hả? Ừ. Trời ơi, cá lóc bên đây bờ nhảy qua bên kia bờ luôn. Ghê thiệt. Nè đây, đây nó nhảy cũng trọng con tay à. Ghê thì chạy. Nhảy qua cái đùng luôn. Nhảy qua vụn lúa luôn nè. Qua nhà anh Kiển chơi là cá là ăn mê luôn. Con là anh. Quá trời rồi, dính quá trời nhiều rồi. Trời ơi, dưới đó được cái ký còn gì nữa. Con lành luôn, tươi xanh. Dính nữa cả nhà ơi. Trời ơi. Có cái bự luôn. Đây giờ có ký mấy cá rồi đó. Đi có vòng một lưới à. Ao này bữa bắt quá xảy quá trời mà. Mò mà nó dội bay dội vô người không? Nữa không? Còn được nào không? Hết rồi. Trời ơi, mới đi kìa. 10 con, 2, 4, 2, 4, 6, 6 con, 1 con, ký mấy cá rồi. Rồi con là anh. Yeah.